Xin chào các bạn đến kênh Nhân TV. Hôm nay Nhân TV chia sẻ các bạn cách chọn ngày tháng 9 âm lịch năm 2021, những ngày tốt đẹp, ngày tốt để các bạn dùng vào việc cưới xin, làm nhà, cưới gả, động thổ hoặc là kinh doanh buôn bán hoặc là khai trương nhiều việc khác, mua xe, mua cộ hoặc là nhậm chức nhậm quyền. Trong tháng 9 âm lịch mình đã có những cái bảng tính ngày giờ hoàng đạo cho các bạn. Để các bạn đã chỉ khi nắm được quyển các cái tháng 9 thì các bạn cái lịch mình cách hướng các bạn thì các bạn tự chọn cho mình được. Còn đây là những cái ngày mà mình đã chọn sẵn cho các bạn. Sau đây là ngày tốt của tháng 9 năm 2021. Ngày 25 tháng 9 là ngày Tân Hợi, ngày hoàng đạo. Tân là âm kim, Hợi là âm thủy, Tân tức là can, Hợi là chi. Can sinh chi tức là theo can sinh chi tức là đại cát, là kim sinh thủy các bạn. Giờ hoàng đạo mình đã đọc cho các bạn rồi, là còn giờ ngọ, giờ mùi, giờ tuất và giờ hợi. Thực ra trong cái ngày mà ngày hợi á thì có những cái giờ hoàng đạo là giờ xíu, giờ thìn, giờ ngọ, giờ mùi, giờ tuất, giờ hợi là những cái giờ hoàng đạo. Nhưng mình đã đọc cho các bạn chỉ còn có 4 múi giờ là giờ ngọ, giờ mùi, giờ tuất và giờ hợi. Giờ ngọ tức là từ 11 giờ đến 1 giờ đêm ở chiều trưa. Giờ mùi từ 1 giờ đến 3 giờ chiều. Giờ tuất từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Và giờ hợi từ 9 giờ đến 11 giờ đêm là cái giờ hoàng đạo. Giờ phúc tinh là giờ Tý. Tất nhiên là cái ngày hôm nay thì các bạn thấy không phải là giờ Tý là giờ hoàng đạo. Nhưng giờ Tý cũng là giờ phúc tinh, giờ Tý tức là từ 11 giờ đến 1 giờ đêm. Nhưng mà cái giờ Tý nó khuya cho nên các bạn ít khó làm được việc. Còn giờ nhật nộc của ngày đấy theo can chi và mọi cái thì mình đã chọn cho các bạn là giờ Thân và giờ Dậu. Tức là giờ Thân giờ Dậu không phải giờ hoàng đạo nhưng là cũng có giờ rất nộc của ngày có theo can chi. Giờ Thân tức là từ 3 giờ đến 5 giờ chiều và giờ Dậu từ 5 giờ đến 7 giờ tối là cái giờ nhật nộc, có thể các bạn khai trương cửa hàng hoặc làm nhà làm cửa vẫn được. Tuy rằng nó không phải là dòng đạo nhưng là giờ nhật độc theo can chi các bạn nhé. Hướng hỷ thần là hướng tây nam, các bạn có thể xuất ngoại hoặc là động thổ nhà cửa ở phía tây nam hôm mới được hỷ thần, hoặc đối tác ta đi vào cái hướng đấy ta làm nhiều việc thì quay mặt về hướng đối tác, hoặc ta làm lễ quay về hướng đông tây nam hoặc động thổ phía tây nam rất tốt. Kê thần ở đông bắc mà tài thần ở chính đông. Hai cái hướng hỷ thần và tài thần các bạn ý nhiều nhất cho mình là tài thần ở hướng chính đông, là hướng cũng may mắn cho nên các bạn có thể là dùng nhiều việc như là kinh doanh, mở cửa hàng hoặc là thì được cái giờ là rất tốt, cái hướng là rất tốt, là hướng chính đông các bạn nhé, là tài thần ở chính đông. Còn giờ không vong là giờ Mão và giờ Tỵ. Giờ không vong tức là 5 đến 7 giờ sáng là giờ Mão, và giờ không vong là cầu không linh nghiệm. Giờ Tỵ từ 9 đến 11 giờ giờ trưa người ta tránh các bạn nhé. Đây là cái ngày 25 tháng 9 ngày Tân Hợi mình đã chọn cho các bạn sẵn rồi. Còn các bạn nào muốn tham khảo tìm hiểu thì mình có một cái bảng cách tính tháng 9 âm lịch. Khi các bạn nắm thuộc tháng 9 âm lịch thì các bạn chỉ mang một quyển lịch khác có biết được ngày tháng ngày 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 gì là các bạn có thể áp dụng vào cái cách của mình là chọn được toàn bộ các năm, các tháng của các năm. Còn đây là mình đã chọn lọc cho các bạn ngày 25 tháng 9 là ngày Tân Hợi cho các bạn, là một ngày tốt. Còn những người làm nhà vào tháng 9 rất đẹp là những người mệnh kim, mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh thổ. Tháng 9 là mình đã đọc cho các bạn rồi. Đấy, thì các bạn chẳng chỉ có mỗi cái mệnh hỏa là không làm vào cái tháng 9 này thôi. Còn cái mệnh kim đều làm được. Mệnh mộc, mệnh thủy, mệnh thổ và làm nhà rất tốt của tháng 9 này. Cái mệnh này nó khác với cái trạch các bạn nhá. Cái mệnh tức là ví dụ như năm 1973 thì là cái mệnh là mệnh mộc, là cái dâu đấy, tang đỗ mộc, hoặc là 72 chẳng hạn là mệnh mộc. Đấy, hoặc các bạn để ý cho mình nhá. Mệnh thủy là những người sinh năm 82 hoặc sinh năm 83 chẳng hạn. Các bạn để ý cho mình cái mệnh của mình nhá. Mệnh thổ là những người mệnh thổ như 90, 1990, 1991 chẳng hạn, đấy là cái người mệnh thổ. Là những cái mệnh mà mình đã chọn để hướng cho các bạn để chọn để làm cái việc làm nhà trong tháng 9 rất tốt. Mình đã lọc hết cho các bạn rồi. Cái này là cái ngày này mình đã lọc hết cho các bạn. Và các bạn nào muốn tham khảo kỹ của tháng 9 thì mình đã có một cái cách tính tháng 9, ngày tốt của tháng 9 âm lịch. Thì bất kể một năm nào mà các bạn có một cuốn lịch bên cạnh, các bạn dựa vào cái bảng của mình là có thể chọn được ngày đẹp, mà mình đã có lịch hướng dẫn cho các bạn, mình đã có video hướng dẫn cho các bạn. Còn đây là cái video mình làm chọn sẵn cho các bạn để các bạn áp dụng cho những nhiều việc như cưới xin, làm nhà làm cửa, thay mồ thay mào, xây dựng các công trình hoặc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch thì mình đã chọn cho các bạn.
các bạn sẽ áp dụng. Chỉ có người Tân Hợi, tuổi Tân Hợi thì hay kiêng kỵ cái ngày này thôi, đấy là ngày tuổi Tân Hợi. Với hai nữa là người tuổi Tân Tỵ chẳng hạn, là đối xung nhau về chi và can nó đẩy nhau, thì ta hai cái tuổi Tân Hợi và Tân Tỵ thì hay kiêng cái ngày này, còn đều tất cả những tuổi khác đều thể làm được nhiều việc. Đây là cuốn sách Thông Thư Ngọc Hà, các bạn nào mà có đam mê về những sách cổ thì mình chia sẻ cho các bạn nắm tham khảo. Và các bạn đã đi về, mình sẽ có những cái thiết thực nhất chia sẻ với các bạn để các bạn tham khảo để hiểu thêm về cách chọn ngày của người xưa. Mình sẽ có video thiết thực nhất cho các bạn. Các bạn thấy hay thì đăng ký ủng hộ kênh Những Nhân V. Mình sẽ có video thiết thực nhất chia sẻ các bạn. Xin chào các bạn, gặp lại video sau. Xin chào. Xin cảm ơn.